Cuộc sống khởi nguồn từ mỗi tổ ấm. Ngôi nhà không chỉ để ở mà còn là nơi thưởng hưởng phong thái sống đỉnh cao. Nhà khi bạn trở về luôn ngập tràn trong tình yêu thương ấm áp vẹn đầy. Nơi tương lai được kiến tạo từ những thanh âm tươi đẹp. Nơi có cộng đồng văn minh, thanh lịch cùng chia sẻ những giá trị sống sâu lắng, viên mãn. Nơi mỗi thành viên trân trọng giá trị gia đình. Nơi có thể cảm nhận cuộc sống trọn vẹn bằng việc lựa chọn chính xác một không gian sống đẳng cấp cùng những tiện ích xứng tầm để mang đến cuộc sống hạnh phúc cho những người thương yêu. Nơi con trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu được phát triển trong không gian sống đủ đầy hạnh phúc. Nơi cộng đồng tinh hoa thoải mái tận hưởng cuộc sống thư giãn, nghỉ ngơi trong một không gian sống ngập tràn năng lượng tích cực